để trở thành fan cứng và nhận được những ưu đãi từ fan cứng với những quy hiệu rất ngộ nghĩnh, những đặc trưng riêng cho fan cứng, thì anh em hãy tham gia tính năng hội viên tại YouTube vừa mới mở trên kênh LNB của mình nha. Click vào đây và làm theo hướng dẫn thì anh em sẽ trở thành hội viên của LNB rồi đó. Ok, cảm ơn tất cả anh em nha. Eyes in the sky, gazing far into the night, I raise my hand. Chào mừng mọi người đến với LNB Channel. Video ngày hôm nay chúng ta sẽ thử chiêu mộ một con bé tuyệt. Bé tuyệt này giống như là một con bé 2S ở bên game Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile vậy đó anh em. Bé này thì nó rất là khó ra à, được anh em chia sẻ nó cũng tựa như là ở bên Võ Lâm Truyền Kỳ Mobile. Nếu như chúng ta chiêu mộ 10 lần mà chiêu mộ khoảng mấy chục lần á, thì khả năng sẽ ra được cái con bé tuyệt. Và cái con bé tuyệt á, nó là một trong những con bé nó rất là mạnh anh em, cực kỳ mạnh luôn. Bây giờ mình sẽ chiêu mộ thử nha. Vô một lần, hai lần, ba lần. Thôi ra con giả tẩu, 4 lần. Năm lần. Sáu lần. Bảy lần. Đến cái khúc này sẽ có nhiều anh em sẽ thắc mắc, đó chính là tại sao mình có nhiều vàng để mà mình quay như thế này. Đây là một cái cực kỳ tốn vàng nha anh em. Để có cái con bé tuyệt thì nó sẽ cực kỳ tốn vàng. Nên là những anh em nào mà thuộc dạng cày cuốc không nên chơi cái chiêu này. Còn những anh em nào mà đại gia, đúng không, có quá nhiều vàng thì anh em sẽ chơi theo cái cách này. Còn không á thì anh em sẽ xem lại cái video này, cái cách tăng lịch chiến của mình, là mình có nói luôn cái cách mà để cho chúng ta có vàng ngoài cái việc nạp cạc đó. Anh em hãy cùng tham khảo nha. Nãy giờ 13 lần rồi đó. Lần thứ 14 rồi nè. 15. 16. Để coi cái này ngày được bao nhiêu cái. Rồi hết tiền luôn. Rồi chúng ta tiếp tục nạp cạc tiếp. Và sau khi được đại gia bơm tiền thì bây giờ chúng ta có được rất là nhiều ngân phiếu. Thì từ đổi từ ngân phiếu qua bên vàng thì anh em mua những cái túi kim nguyên bảo, kim nguyên bảo nè. Đó, mua vô. Đó, rồi cách kiếm ngân phiếu như thế nào thì mình đã nói cái clip cái cách tăng lịch chiến á, anh em xem lại cái clip đó nha. Có rất là nhiều vàng luôn anh em. Đó, được đại gia bơm tiền đã cực kỳ luôn. Bán hết đồ đi. 23 cái vàng. Rồi, chiêu mộ đồng hành tiếp. Ôi ga, ui ga luôn rồi nè, độc cô kiếm nè. Ui ngon. Làm bao nhiêu lần anh em? Gần 20 lần đúng không? Ngon lành, vậy là 20 lần. Mỗi lần thì chúng ta tốn khoảng 1.800, 10 lần là 18.000 vàng, 20 lần là 36.000 vàng cho một con độc cô kiếm. Đó, cái con bet, cái con đồng hành tuyệt. Đồng hành này cực kỳ khó kiếm luôn anh em, phải bỏ 36.000. Hên á, cái cây này mình hên á, không thôi là rất là hoài luôn đó nha. Rồi bây giờ là mình sẽ mua tỷ tỷ đơn ha. Tỷ tỷ đơn. Tỷ tỷ cho tụi nó. 200. 200. Rồi, mình sẽ tỷ tỷ nữa nha. Tỷ tỷ là cho lên kỳ tài luôn.
Mình tẩy tỉ là chủ yếu là ra những cái này nè anh em, nhưng lại nghĩa tính nè. Nó ra hoàng mỹ rồi, lực chiến cao thì hộp thôi. U kỳ tài luôn nè. Ngon. Kỳ tài nè. Ngon này. Giờ tẩy thêm cái coi được không? Rồi thôi thôi. Đây cái cũ. Rồi, ok. À bây giờ chúng ta sẽ tăng điểm cho cái con này đi ha. Tăng sao nữa ngay. Tăng sao. Cấp đồng hành không đủ, phải tăng cấp trước. Rồi ok, tăng sao. Cấp 10 mới được. Để mình sẽ thải bớt nha. Bâm lộn sợ hãi đập cô cũ kiếm là ngáo luôn á. Ngáo chó luôn đó anh em. Lên 9 nè. 5. Để mua 100 cái. Ôi đột phá cũng tốn nữa hả. Phá tiếp. Phá tiếp. Rồi, full cấp. Nó nghe người chơi mà nó niệm. Để mua thêm cái này. Thêm cái trời nhiều quá. À 20k nè. Ủa nó còn mua bao nhiêu ba vãi nồi. Rồi full đó. Mấy cái này thì mình chưa có. 20k ngon, ngon quá anh em ơi. Đâu một vậy. Rồi cuối cùng cũng đã có một con độc cô kiếm thôi. 20k. 20k lực chiến. Ngon lành luôn anh em. Rồi ok, cuối cùng thì cũng có được một con pet tuyệt cho anh em xem. Thì anh em có thể nhìn thấy là quay rất là nhiều lần chiêu mộ này và cuối cùng chúng ta cũng đã có một con tuyệt quay quá nhiều luôn đúng không anh em, cực kỳ tốn. Khuyên anh em là không nên chơi cái này, nếu như đại gia thì hãy chơi, còn không phải đại gia thì đừng chơi, tốn lắm, cực kỳ tốn. Về sau còn những con bet khác nữa cực kỳ mạnh luôn, nên là anh em đừng có hàm hố quá nha, không thôi là sẽ cực kỳ tốn kém và thọt đó anh em. Và nếu thích video này các bạn nhớ like, share và subscribe kênh MB của mình. Đừng quên nhấn vào cái chuông, cái nút kỳ chuông kế bên để có thể nhận được những thông báo mới khi mà mình vừa up video mới lên nha anh em ơi. Xin chào tạm biệt tất cả các bạn, hẹn lại các bạn trong những video lần sau. Đúng rồi, dưới đây là hai video mà mình cảm thấy khá là hữu ích cho anh em. Và nếu anh em nào mà chưa xem hai video này, anh em có thể bấm vào đây để xem hai video này nha anh em ơi. Ok, cảm ơn tất cả anh em.